cái mẫu người mà em rung động thì nó lạ lắm chị. Tức là em sẽ thích những cái người mà một thời gian sau đó thì họ sẽ chuyển qua một giới tính khác. Em nghĩ là trên đời này sinh ra những cái con người mà nó tác động đến một cái giới tính. Tức là có những người như em. Là em quen cái, em mê cái anh nào, anh đó sợ em quá, anh qua anh thích con trai luôn. Nó giống như là những cái liều vaccine chẳng hạn đó. Em không biết là ban đầu họ biến sẵn hay là do em biến. Thì em thấy cũng 3-4 Thì em thấy cũng 3-4 Trời đất ơi. Trời đất ơi. Chị đang nghe nhạc, mình nghe nhạc xong rồi mình nói chuyện. Em mới là đâm ban là chị chỉ nói về nhà nghe nhạc. Chưa được 20 tuổi mà dám yêu cái cô 26 tuổi. Bạn của bà chị ngu cũng mặn à. Lâu lâu vẫn chào hỏi nói chuyện nhưng mà không còn được như lúc trước nữa. Được như lúc trước nữa. Thì đã chia tay rồi thì không có là không có được cất cây son gì mình cổ nữa. Dạ, lời nói đầu tiên em xin chào hai MC của chương trình là chị Cát Tường và anh Hứa Minh Đạt. Em tên là Lâm Thanh Tùng, sinh năm 89, năm nay em 32 tuổi. Em là quản lý bar bên một cái nhà hàng quận 7 và tối em có chạy rap thêm. Wow, giỏi quá vậy. Có nghĩa là ban ngày đi làm quản lý ba. Ủa cái ba không làm ban đêm hả? Ủa kỳ vậy? Chỗ đó là nhà hàng thì nhà hàng bên em mở nguyên ngày nhưng mà em chỉ làm bên mảng ba thôi. Ba là làm mấy giờ? Ba là làm cocktail, là từ chiều bắt đầu mới có khách để uống, người ta uống rượu. À, coi như ban đêm làm quán ba tới mấy giờ mới về? Dạ cỡ 7 giờ tối em về. Sớm quá vậy thôi hả? Tại vì em quản lý, em có những cái người làm dưới em nữa. Rồi về là em rảnh thì em chạy ráp. Chạy ráp thêm nữa. Chà, kinh tế ổn định không? Dạ ổn định. Chút xíu nữa mình khai thác coi có của dư của để gì không nha. Nhưng mà Tùng quê ở đâu Tùng? Dạ quê em Vĩnh Long ạ. À, vậy hả? Dạ. Cùng với chị rồi. Rồi bây giờ còn ai dưới quê? Dạ còn dì em mới là cậu em. Còn ba mẹ đâu? Ba mẹ ở quận 8. Tạm thời là thông tin của Tùng là như vậy nha. Mời bên kia. Dạ em xin chào anh Hứa Minh Đạt, xin chào chị Cát Tường cùng hai bạn nam và toàn thể quý vị khán giả trong trường quay. Em tên là Nguyễn Bảo Khánh, năm nay 23 tuổi. Công việc của em là chuyên viên đào tạo tại Học viện Kỹ xảo Điện ảnh và Hoạt hình MAC. Quê của em thì ở Kiên Giang. Kiên Giang hả? Dạ. Vậy em ở đây ở đâu? Dạ em ở quận 8. Ba mẹ em ở quận 8. Quận 8 luôn hả? Ủa sao bên đây cũng quận 8, bên đó cũng quận 8 kìa. Có nào nhà gần 8. Nhau không? Em ở khúc nào? Dạ em ở Bến Bình Đông. Bến Bình Đông. Em ở quận 8 ở chỗ nào? Bến Bình Đông luôn. Bến Bình Đông luôn. Ê trời ơi, bên đây ở Bến Bình Đông luôn kìa. Chỗ này. Trời ơi, coi chừng quen nhau nha. Rồi bạn gái bên kia luôn đi. Dạ xin chào tất cả mọi người, xin chào anh, xin chào chị và cùng toàn thể các bạn đang có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Em tên là Lương Mai Thúy Phượng, hiện tại em 23 tuổi, quê em ở Thái Bình. Em đang là giáo viên tại một trung tâm Anh ngữ tại Sài Gòn. Giáo viên dạy tiếng Anh. Dạ đúng rồi. Em làm công việc này lâu chưa? Dạ em làm được hơn 1 năm rồi ạ. Từ lúc em vẫn còn là sinh viên đến bây giờ. Wow. Bây giờ của mình cũng đang ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Dạ đúng rồi ạ. Vậy là tất cả các bạn đều đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Chưa. Còn đang quay qua nè, còn một người cuối cùng. Dạ. Em đang sống ở đâu em? Dạ em đang sống ở Bình Dương chị. Sao trớt quốc vậy? Tôi mới giới thiệu trớt quốc vậy rồi. Mời em sống ở Bình Dương. Em tên gì? Dạ em xin giới thiệu, em tên là Võ Văn Vương Hoài Linh. Em sinh năm 90, năm nay em 31 tuổi. 31, mình đang làm công việc gì? Dạ em làm nhân viên văn phòng, bên nhân sự với lại thêm một số cái vấn đề giống như là HSE với lại ISO. Là cái gì không hiểu? Dạ về bên an toàn á chị. À mình là làm việc ở Bình Dương, sống ở Bình Dương luôn. Dạ, quê rồi. Mình Bình Dương luôn. Dạ em ở miền Tây, em ở Tiền Giang. Ba mẹ là ở Bình Dương hay ở? Dạ không, ba mẹ em thì ở quê, thì mấy anh chị thì ở Bình Dương với Sài Gòn. Quay lại với bạn trai đầu tiên, ngồi ghế đỏ nha. Bây giờ cưng điểm mạnh điểm yếu là cái gì? Dạ điểm mạnh của em là em có thể giao tiếp tốt với mọi người và về ngôn ngữ thì em biết được tiếng Anh, tiếng Quảng với lại một chút xíu tiếng Philippines. Tiếng Anh, tiếng Quảng, tiếng Philippines nữa. Dạ. Tiếng Anh thì thôi chị cũng hiểu, tiếng Quảng sao liên quan tới tiếng Philippines là... Tại vì người bạn gái cũ của em là người Philippines. À, vì bạn gái cũ người Philippines, mình yêu cổ mình phải học tiếng Philippines. Dạ không chị, tại vì lúc mà giao tiếp với nhau bằng tiếng Anh, nhưng mà có những lúc mà gọi điện thoại bằng video call á thì nói chuyện với lại gia đình á thì em cũng học thêm. Vậy tương lai nếu mà em quen thêm vài người ở vài nước nữa thì sao em học thêm vài thứ tiếng nữa đúng không? Hay, người này có khả năng ngôn ngữ cao. Ủa dành hết cả thanh xuân đi học vậy mà còn yêu được hay vậy? Tại vì em mới về nước được khoảng chừng nửa năm thôi. Ủa em đi đâu? Em đi làm xuất khẩu lao động ở Macau ạ. Em đi làm bển được mấy năm? Em làm được 9 năm ạ. 9 năm, chà cái này vốn nặng à. Đi làm 9 năm ở nước ngoài chắc để dành được nhiều à, đúng không? Trong thời gian em làm 9 năm thì có những cái biến cố. Giống như mẹ em bị tai biến, ba em hiện tại cũng đang có bệnh. Có rất là nhiều người nghe em nói là em đi làm 9 năm nghĩ là em rất là dư dả, nhưng mà cũng là... Nó cũng là một câu chuyện dài. Tuổi trẻ mình chưa lập gia đình thì mình hy sinh, mình đi làm, mình nuôi cha nuôi mẹ, báo hiếu là một điều rất tốt, đáng trân trọng. Bột giặt Jones 2-in-1, giặt và xả tất cả trong một. Giờ tôi chẳng cần mua bột giặt kém nước xả vải nữa. Đông anh chị em không? Dạ em có hai người, đó là chị hai em, năm nay là sinh năm 84. Là cũng có gia đình rồi và có một cháu. Ổn hết rồi, vậy là giờ còn mình em thôi. Dạ còn mình em ạ. À, bây giờ là lo mình em nữa là coi như là ba mẹ sắp có cháu nội. Ba mẹ sắp có cháu.
Không, em nói là tương lai. Trời ơi, chưa có vợ, ông lên đây ông ngồi ông kiếm người yêu, ông nói ba mẹ em sắp có cháu nội luôn rồi. Em hơi run. Tầm nhìn xa, được. Chúc mừng cho ba mẹ em sau ngày hôm nay có cháu nội luôn. Ủa rồi điểm mạnh điểm yếu là chỗ nào? Điểm yếu của em là nói hơi nhiều chị, với lại suy nghĩ nữa. Có nghĩa là người ta nói một em phải suy nghĩ 10 lần. Tới bên kia. Dạ, điểm mạnh đúng không? Điểm mạnh đó. Em vui, rất là vui vẻ, hòa đồng và tràn đầy năng lượng. Được. Thí dụ như là mỗi khi mà em tới công ty thì em luôn sẽ chào hết một lượt tất cả các nhân viên, làm cho họ cảm thấy vui vẻ. Điểm yếu của em là em cũng suy nghĩ nhiều. Em nghĩ gì mà nhiều vậy cưng? Dạ, khi mà một cái sự việc gì đó nó xảy ra thì em sẽ suy nghĩ xung quanh cái sự việc đó rất là nhiều. Nhiều khi tối em về em nằm ngủ, em lại suy nghĩ tới sáng. Trời đất ơi. Tới sáng. Trời đất ơi. Thật ra thì em cũng đang cải thiện nó nhưng mà em vẫn chưa có thoát khỏi được cái chị. Dạ. Nhưng mà thường suy nghĩ là nó cứ lòng vòng hay là suy nghĩ nó có ra được cái lối thoát nào không? Hay là chỉ có thấy sáng ra mệt mỏi? Dạ, lúc đầu là nó lòng vòng rồi từ từ nó khởi sắc. Trong tương lai thì em nghĩ nó sẽ tươi sáng hơn. Nhưng mà chị thấy trước mắt mà em nói em thức sáng đêm là chị thấy tới sáng là nó tối rồi đó. Phải giữ gìn sức khỏe nha em. Đi tới đây là có sách theo cây đàn rồi đó chị Tường ơi. Vậy hả? Đúng rồi. Mình muốn làm luôn không? Năng lượng tích cực. Đàn ơi. Chơi luôn. Chơi luôn. Trời ơi, đàn hóa anh bài anh lại cho em luôn. Chợt nghe thấy một tiếng ca, cùng một đóa hoa đang đến gần từ phía xa đến trước nhà. Thì ra đó là chính anh, người bấy lâu hay nói chuyện với nhau vui lẫn sầu. Ngược mình đôi ba phút khi đã đến gần, rồi anh đưa tay lấy thêm một chiếc nhẫn. Rồi trong tim bỗng thấy tâm trạng rối bời, một khẽ mỉm cười em khẽ trả lời. Em vẫn yêu đời, vẫn hát ca với đất trời. Em vẫn yêu đời, vẫn thích như thế dòng chơi chẳng nghĩ ngợi. Môi vẫn luôn cười tươi tắn xinh sáng dáng người. Vậy nên bây giờ em muốn ta mến nhau thôi. Cảm ơn mọi người. Oh yeah. Wow, dễ thương quá. Câu cuối cùng là bên đây có hai chàng trai ngồi nín thở luôn. Nín thở rồi hả chị? Sao em? Hát hay, hát hay hả? Hát hay, giọng truyền cảm. Tính hát hả? Hát luôn đi. Em xin hát chay ạ. Rồi, xin hát chay, ok. Là cơn mơ băng giá, dù đời chờ là nỗi xót xa, dù tình này là mong manh, bờ môi còn khao khát chờ. Này người tình, cầm tay anh nhé, dù đời này bao nhiêu bão giông, để được nằm kề bên em, mưa sẽ thôi rơi, con đường xưa cũng em đêm. Wow, em Tùng hát hay lắm nha. Là ban đêm đi làm quán bar, ban ngày lúc mà chạy xe mà bị ế á, ngồi trên xe là hát. Có luôn chị. Đúng không? Đâu phải lúc nào cũng có khách đúng không em? Đúng. Ngồi hát, bình thường ngồi trên xe đó, hát vậy là quay kiến xuống hay kéo kiến lên? Dạ quay kiến xuống. Quay kiến xuống. Làm người ta đi đường người ta nghe hết luôn đó. Phải không? Không phải em chạy rap bay. Chứ không phải chạy rap bay nhưng mà chạy rap khai. Chạy rap bay, phải chạy rap bay. Dạ. Rồi hát là nghêu ngao là coi như đi đường người ta nghe hết. Đôi lúc mà có khách em hỏi khách là chị có buồn không hay là em có buồn không, em cũng có thể hát cho người ta nghe được mà. Vậy luôn hả? Dạ, hiểu đi, vừa đi đâu không vừa được nghe nhạc như dạ, đi sao vậy đó hả? Hai bạn gái bên kia nghe giọng trai của bạn Tùng nhà tôi như thế nào? Sao nè? Em thấy là bạn nam hát rất là hay và có cái giọng rất là ấm áp. Wow. Cảm ơn. Hát rất là hay và có cái giọng rất là ấm áp. Còn em thấy bạn hát sao? Dạ rất là hay ạ. Hay. Nổi da gà luôn. Nổi da gà luôn. Bạn cái xanh nghe anh chàng cái đỏ hát mà bạn cái xanh nổi da gà luôn. Nãy bạn nữ cũng nói chung là tôi thấy đầu tiên vô. Nãy bạn nữ hát em cũng nổi da gà mà. Hay là tại bị lạnh vậy? Phải lạnh. Mà chị hỏi luôn bạn trai ngồi ghế màu xanh nè, em đã có được bao nhiêu mối tình rồi? Em trải qua 3 mối tình. 3 mối tình. Mối tình đầu tiên là lúc sinh viên, quen cũng được 3 năm. 3 năm. Mối tình thứ hai thì khoảng 2016, bạn đó cũng làm chung công ty với em. Cái quan niệm của em á là ví dụ như là khi mà yêu nhau thì không phải là đợi một bạn nam nhắn tin trước, mà bạn đó thì cứ nói là khi nào anh nhắn tin thì em sẽ trả lời. Nhiều lúc em cảm thấy em mệt mỏi. Quen nhau được bao lâu? Chắc cũng khoảng hơn 1 năm. Cái quan điểm của bạn đó là có qua mới có lại, nhưng mà em qua thôi cổ mới lại chứ cô không có qua trước, phải không? Dạ. Mối tình thứ ba thì 2019, 8 tháng 3 2020 thì bọn em chính thức chia tay. Nhiều lúc đang đi chơi vui vẻ vậy đó, cái bạn đó lại mặt lại buồn ra. Cái đó tạo cảm giác cho cái người nam mình ghét, nó thấy hơi chán nản. Mà em có tìm hiểu là nguyên nhân tại sao đang đi chơi thì bạn buồn thì không? Phải có cái gì ta mới buồn. Sao bạn buồn? Xong cái nói là đang vô nghe nhạc thì bạn đó nói ủa sao anh không nói gì hết đó. Thì đang nghe nhạc, mình nghe nhạc xong rồi mình nói chuyện. Em mới là đâm bang. Em mới là đâm bang á. Em mới là tào lao á.
Hiểu không? Hiểu ý chị đang nói không? Tự nhiên đi chơi hai đứa, rồi em nghe nhạc, rồi cái cổ hỏi sao không nói chuyện, cái em nói em nghe nhạc xong em nói là chị nói về nhà nghe nhạc. Nghe nhạc xong rồi đi chơi. Phải không mọi người? Của em á là vô duyên á. Nói nghe nè, hai đứa yêu nhau chẳng có ai phải thay đổi gì ai hết, mà mọi người tự cảm nhận. Ví dụ mình yêu cái người đó rồi mình thấy cái người bạn trai mình thích cái gì, bạn gái mình thích cái gì, mình yêu người ta, tự động mình sẽ thay đổi cái bản thân mình một chút để mà phù hợp với đối phương, với hoàn cảnh. Chứ mình đừng có bắt người ta phải thay đổi góp ý hoài. Tôi tưởng đâu cổ là cái tánh ví dụ như cổ hay là cằn nhằn cáu gắt, hay là cổ đi làm với công ty cổ không tôn trọng người này người kia thì mình mới góp ý em ơi ăn nói dịu dàng nhẹ nhàng. Còn đằng này tự nhiên cổ đang đi chơi rồi mặt cổ buồn, tại em nghe nhạc thì cổ buồn, đúng rồi, tự nhiên vậy cũng góp ý. Hiểu vấn đề ha? Chị Tường nói vậy nó hơi thô nhưng mà phải vô thẳng vấn đề, vậy là hiểu nguyên nhân sao ấy rồi đó. Cô gái vụng về của tôi, tình trường em mình sao? Nếu mà nói chính thức yêu thì cũng chưa yêu ai ạ. Gì chưa yêu ai ạ? Dạ chưa yêu. Chưa yêu hả? Chưa yêu ai anh? Dạ rung động thật sự thì chưa ạ. Tức là đi bộ hoài vậy đó hả? Đi qua đêm rồi hoài luôn mà cũng chưa rung động với ai. Chỉ đi qua đêm thôi. Đi thường là đi với một nhóm, là giống như sẽ có nam nữ nhiều, rồi ngủ thì thường sẽ ngủ với nữ chia ra. Nhưng mà biết rồi, lúc ngủ với nữ nhưng mà nhiều khi lẻn lẻn đi ra đi vệ sinh thì cũng phải có nam đưa đi. Tối lắm, em sợ ma. Sợ ma càng dễ nữa, ôm vô nếp vô lòng anh. Em vẫn cho người ta cơ hội tìm hiểu em. Nhưng mà thật sự rung động thì cũng không hẳn là rung động. Ngộ á, hai mấy tuổi mà cũng xinh đẹp dễ thương á, mà chưa có yêu ai, phải coi lại nha. Chọn. Để coi hôm nay em sẽ có kén nữa không, hay em chọn được ai. À. Rồi, bây giờ quay lại với chàng trai đang ngồi ở ghế màu đỏ của tôi. Mấy mối tình rồi cưng? Dạ ba. Ba mối tình. Dạ, vâng. Cũng bằng với anh bên ghế xanh ha. Đâu, kể nghe ba mối tình coi. Mối tình đầu tiên của em là với một người lớn hơn em. Lớn hơn mấy tuổi? Sinh năm 83, em 89 lên em 6 tuổi. Lớn hơn 6 tuổi, mối tình đầu á hả? Trời. Trời ơi, lúc đó em bao nhiêu tuổi? Lúc đó em mới đi bộ đội ra chị. Mới bộ đội ra đã bị dụ rồi. Mà em biết cái người đó trước khi em đi bộ đội rồi. Bạn của chị ruột em. Rồi đi bộ đội ra là nhiêu tuổi? 18 đi bộ đội ra, em đi 5 rưỡi là 19 tuổi mấy. Mới có chưa được 20 tuổi mà dám yêu cái cô 26 tuổi. Bạn của bà chị. Thằng ngu cũng mặn à. Bạn của bà chị. Thằng ngu cũng mặn à. Chắc được cưng, được chiều chuộng lắm ha. Chị lớn hơn tới 6 tuổi mà lúc đó chị cưng như trứng hứng như hoa vậy. Nhiều khi nhỏ xì chị lấy khăn cho lau mũi cho nhỏ nữa. Phải không cưng? Dạ, đúng rồi. Đúng rồi, chị nói đâu có sai đâu. Lạng quạng lúc đó ăn là chị đút cho ăn luôn phải không? Dạ không, nó nói em còn tay còn chân chị. Nhưng mà chị cưng á, chị cưng á. Tụi em quen được hơn 1 năm rồi tụi em chia tay. Sao chia tay vậy? Tại vì vấn đề tuổi tác, bên gia đình, bên ba mẹ em không chấp nhận. Cái mối tình thứ hai của em là cái bạn Philippines này em nói. À, mối tình đó mấy bao lâu? 3 năm rưỡi chị. Lúc đó là em đang ở bên Macau. Macau. Em làm bartender, em làm pha chế, còn cô ấy là làm phục vụ. Bạn muốn có một môi trường khác, bạn đi sang Úc để bạn sống bên đó. Ta mặt cách lòng tụi em chia tay. Bây giờ cậu có 2 đứa con rồi cô. Dạ hả, có 2 đứa con luôn. Còn mối tình thứ ba là gần đây nhất là từ năm 2017 đến giữa năm 2020. Thì tụi em chia tay. Thì bạn đó là người Việt gốc Hoa, chị làm chung với em bên đó luôn rồi. Cô đó cũng bên Macau luôn? Dạ đúng rồi. Ủa vậy em về Việt Nam được bao lâu rồi? Em về được hơn 6 tháng rồi. Mới có về 6 tháng thôi? Dạ vâng. À có nghĩa là nếu như hết dịch là em cũng định hướng đi tiếp qua Macau làm không, tiếp. Em định ra Phú Quốc hoặc là Đà Nẵng, em có những cái lời mời. Là giờ không đi nước ngoài nữa? Dạ, không đi nữa, em ở nhà tại vì ba mẹ em cũng lớn tuổi rồi. À nhưng mà cái đoạn mà từ bên Macau về 6 tháng trước á là vẫn còn quen với cái cô người Việt gốc Hoa bên Philippines á. Đó là tụi em mới chia tay xong. À, tâm đầu ý hợp rồi chia tay là lý do gì chia tay? Chia tay là tại vì tính cách của hai đứa không hợp nhau, cứ gây gỗ hoài, cho nên là cụ thể là gây về cái gì? Em hay kỹ mấy cái chuyện mà vặt vãnh đó, giống như là bạn trang điểm xong bạn đi làm cái đồ trang điểm của bạn là em sẽ cất vô, hay là bạn hay quên những cái món đồ như cây son kỹ nọ. Nhưng mà em là em tâm lý lúc nào mà quên đúng không thì em đã lấy sẵn, em để trong cái túi em rồi, em đưa cho bạn thôi. Có những cái nhỏ nhỏ mà vẫn gây nhau không có hòa hợp được thì tụi em quyết định chia tay. Nhưng mà hồi đó lúc ở bên Macau là hai người, hai bạn ở chung hay là sao? Dạ hai tụi em ở chung. Thật sự là tại ở chung nó mới lòi ra những cái lặt vặt đó. Chứ dạ, còn nếu mà ở riêng ấy, thì mấy cái đó nó lại chưa thấy. Rồi từ lúc về Việt Nam tới giờ còn liên hệ với cổ không? Dạ bây giờ tụi em vẫn là bạn à. Lâu lâu vẫn chào hỏi, nói chuyện nhưng mà không còn được như lúc trước nữa. Không còn cổ... được như lúc trước nữa. Thì đã chia tay rồi thì không có là... Không có được cất cây son gì mà cổ nữa. Rồi có khi nào mấy mốt của tình cũ ông rủ cũng tới nữa không? Bữa nay kêu tôi làm mai rồi, tôi dạ, làm không, mai em rồi. Không, em không bao giờ nghĩ đến vấn đề đó chị. À, dạ. Chắc chắn rồi phải không? Rõ ràng phải không? Tình trường em như thế nào tới bây giờ vẫn còn độc thân vô tính? Em nói ra sợ mắc cỡ. Coi chị đâu mắc cỡ. Em cũng chưa có mối tình nào. Em cũng chưa có mối tình nào. Hả? Dạ. Em cũng chưa có yêu ai hết. Trời đất ơi, hai cô gái bữa nay sao cô nào cũng trong trắng trinh nguyên vậy trời. Nguyên. Bạn nữ chưa từng rung động với ai, còn em thì đã từng rung động với vài người rồi. Dạ. Em rung động là kiểu người, em yêu đơn cái mẫu người mà em rung động. Dạ, cái mẫu người mà em rung động thì nó lạ lắm chị. Sao? Tức là em sẽ thích những cái người mà một thời gian sau đó thì họ sẽ chuyển qua một giới tính khác, chuyển qua một giới tính khác. Cái gì? Sao? Cái gì?
thích ai là một thời gian người đó sẽ chuyển vào một cái giới tính khác. Em nghĩ là trên đời này sinh ra những cái con người mà nó tác động đến một cái giới tính. Tức là có những người như em là em quen cái em mê cái anh nào anh đang sợ em quá anh qua thích con trai luôn. Nó giống như là những cái liều vaccine chẳng hạn. Trời em ơi, em ơi, giới tính em rõ ràng không em? Dạ rõ ràng 100%. Tôi cũng hơi hoang mang. Tôi lo cho thân chủ hoang mang này quá. Hoang mang thiệt. Cái chàng trai đó cũng mê mấy cây son lắm. Cứ để mấy cây son, cất mấy cây son hoài. Cất của bạn gái nên bạn gái cũng ra lấy, chia tay. Tính lấy về đánh hay sao vô tình bạn gái phát hiện nên của em mà. Chi tiết này hay á, chi tiết này hay. Trời ơi, trên đây cây son nha. Nhưng mà em làm biến chất mấy người rồi. Em không biết là ban đầu họ biến sẵn hay là do em biến. Ừ. Thì em thấy cũng 3-4. Thì em thấy cũng 3-4. Trời đất ơi. Trời đất ơi. Tại vì ta một người muốn chết rồi nhất quá tam ba bận không? Bả 3-4 người. 4 người. Anh ngồi gần em có vấn đề gì không? Em hơi sợ sợ. Chưa yêu ai, chưa có mối tình. Để ý anh nào, có tình cảm anh nào, anh đó bơ đơ. Ôi, trời ơi. Trời ơi. Ủa nó nghe nè em, nhưng mà nó nghe nè, là em yêu nhưng mà em yêu có em có tỏ tình với mấy anh đó không? Dạ không. Em chỉ thích thôi à. Mà em có thể hiện ra bên ngoài, mấy anh nó có biết là em dạ, thích không anh biết đó luôn. Không biết luôn. Rồi từ từ em phát hiện ra là người ta giới tính khác. Dạ. Tự động em phát hiện ra. Người ta không ao luôn. Người ta không ao luôn. Thôi được rồi, bây giờ mình ưu tiên cho cô gái. Ưu tiên cho cái cô bẻ gãy đàn ông đó đó. Giờ em thích mẫu người lý tưởng như thế nào Bảo Khánh? Một bạn nam đối với em thì nên là tinh tế và lịch sự. Ừ. Còn ngoại hình thì em nghĩ là trên 7,5 là được. Vậy làm sao chị biết cái chuẩn của em như thế nào? Cái 7,5 của em là nó mạnh mẽ hay nó ẻo lả hay là như thế nào? Cao 1m75 hả? Dạ, cũng có thể nôm na là vậy. Trời. Có cái điều gì em không thích ở người đàn ông? Vô tâm. Ngoại hình á, chị đang hỏi ngoại hình á. Ngoại hình thì giống như là không hói, không hô, không lé, không xăm rồng, xăm phượng. Trời ơi. Sao mặc đồ kính vậy? Em có xăm, em có xăm. Có xăm. Nhưng mà xăm. Em quen mấy người là xăm môi, xăm chân mày không đúng không? Quen mấy người là xăm môi, xăm chân mày không đúng không? Bên đây là không lé, không hô, không hói nhưng mà có xăm. Đừng xăm rồng phượng trên người như con hổ. Em xăm cái gì em? Em xăm cái gì? Em xăm những cái hình có liên quan tới gia đình. Là không có phải rồng, không phải phượng phải không? Dạ không. Không phải cọp beo hổ báo phải không? Không có hình con nào hết. Không có hình con gì hết trơn á. Không có hình. Đừng xăm hình bạn gái cũ. Có xăm hình bạn gái cũ không? Dạ không chị. Không đó. Em à, người ta xăm vậy đi chút xíu mà người ta men. Còn người ta xăm lông mày là xăm lông mày xăm môi là mệt. Được không cưng? Cô gái bẻ chạy bẻ gãy bốn chàng trai. Bớt nha. Rồi bên đây tới phiên em. Chàng trai ghế đỏ của tôi, mẫu người lý tưởng của em như thế nào? Không có trẻ con quá, chiều cao vừa đủ là được, không cần phải cao quá, cũng không đừng có lùn quá được rồi. Tầm 1m6, 1m62. Em cao mét mấy? Em cao 1m69. 1m69. Dạ, biết suy nghĩ cho đối phương. Nói chung bây giờ em chỉ cần cái người chín chắn, đừng trẻ con là được. Dạ đúng rồi. Nếu được khi nào tiến tới hôn nhân? Cái này thì phải nói về vấn đề gọi là kinh tế với là công việc hiện tại của em nữa. Rồi bây giờ quay lại cái vấn đề này. Nếu như bây giờ kết hôn thì em định là sống và lập nghiệp ở đâu? Vẫn ở thành phố Hồ Chí Minh chị. Rồi sao nãy em nói đi làm có thể là có những lời mời ở Phú Quốc ở gì đó. Dạ thì cái đó là đi làm. Nhưng mà ví dụ mà em có duyên thì em sẽ làm việc ở gần vị trí thành phố Hồ Chí Minh hơn. Rồi đồng ý. Dạ. Mời chàng trai ở ghế màu xanh. Nãy giờ ngồi nghe chủm chỉm cười quá ha. Nói nghe nè, mình về ghép đôi vậy đó chứ mình cũng có thể địa qua địa lại hai cô gái bên kia. Nãy giờ có thấy rung rinh với cô nào chưa? Cũng có chị. Ông này da dẻ ông láng lắm nha, sao mà trắng bóc trắng tinh trời không biết nữa. Mà mẫu người lý tưởng mình sao? Chiều cao thì khoảng 1m6 là biết nấu chiều ăn cao nhiêu? 1m6. 1m6. Dạ, đừng có càm nhàm là được. Càm nhàm tiêu chuẩn gì nữa hết rồi chị, chỉ như vậy. Có nghĩa là không có thích nói nhiều, không có thích càm ràm. Nói nhiều thì cũng tùy trường hợp chị. Cái này là ví dụ như càm ràm là có một cái vấn đề nó đi nó lại rồi. Dạ. Em cao mét mấy? Dạ 78. Wow, chàng trai này ngon ha. Còn em thấy cao đúng. Ráo, da dẻ trắng trẻ mà sao nãy giờ ngồi mắc cỡ cái gì mặt đỏ lòm vậy? Cái da này là chắc gen di truyền rồi chị. Nhà em ai cũng trắng. Nhà trắng vậy đó hả? Có cái mẫu người lý tưởng của mình không? Em thích nhất là Mai Phương Thúy. Wow, Mai Phương Thúy hả? Chà, thích ít quá ha. Trời ơi trời. Cái đó là sở thích của chị. Đúng rồi. Đó là mơ ước mà. Cả hai bạn đều rất là chín chắn, phù hợp với cái cá tính của Phượng. Phượng nó hơi trẻ con một chút. Bạn ghế đỏ thì em cảm thấy nó phù hợp với bạn nữ ghế đỏ hơn. Bạn ghế xanh cũng phù hợp với cái tiêu chí của Phượng. Nhưng mà Phượng thì có vẻ sôi nổi hơn cái bạn ghế xanh này. Không biết là hai tính cách đối lập có hòa hợp được với nhau không? Nói chung là nếu mà gọi là mình thấy mà hợp 100% thì chưa phải không? Nếu là người được cái này lại chưa được cái kia đúng không? Dạ. Có vẻ anh áo xanh này là ghế xanh là hợp hơn. Dạ đúng rồi. Nhưng mà anh hơi ít nói, hơi trầm tính phải không? Dạ. Nhiều khi trong gia đình phải có người này người kia. Hai người mà sôi nổi hết nó cũng mệt lắm ha. Rồi cảm ơn chị nha. Rồi những bạn bên này là mình đi với ai? Dạ xin chào tất cả mọi người ạ. Em là Trang, bạn của chị Khánh. Bạn Khánh. Đây cũng là những anh chị, những chị ở trong công
ty của rồi, chị Khánh. Rồi, xin chào cả nhà mình. Thì ngày hôm nay tụi em rất là mong muốn tới đây để tìm được một nửa của chị em. Rất là khao khát để tìm cho chị một mảnh tình. Thì qua chia sẻ của các anh thì em nghĩ là ngày hôm nay có thể là đó là định mệnh của chị em rồi. Lúc nãy anh có nói là anh ở Bến Bình Đông. Anh cũng nói là anh có thể sẽ ở Phú Quốc. Thì cũng thật là trùng hợp, chị em cũng ở Kiên Giang. Em cảm thấy là anh cũng rất chững chạc, đàng hoàng, tình cảm. Cũng giống như những gì mà chị mong muốn một người đàn ông của đời mình. Em mong chị là hãy lựa chọn theo con tim. Em cảm mà chị vẫn đang hoang mang em. Chị là bà mai bà mối, chị hoang mang lắm. Chị sợ bạn gái em bẻ cong người đàn ông của chị. Không, mà cái này sáng hơn chị. Chắc tại mấy người trước thích uống trà sữa rồi đó chị. Cái này không thích nha, uống cà phê sữa đá hay gì nè. Anh thích uống gì? Dạ em, tại em làm bartender anh, cho nên là em thích uống rượu với lại cocktail. Uống rượu mạnh mẽ nha, uống mạnh rượu mẽ nha, nha. Uống trà sữa rồi rồi được rồi thì tới bên kia đi. Thấy anh em trai đi. Sao nè? Dạ, chào mọi người, em là Tiên, em là bạn của anh Linh. Bạn anh Linh. Dạ. Bạn rồi, theo cảm nhận của em thì chị ghế xanh có vẻ là phù hợp hơn. Thật ra anh Linh ngày thường cũng rất là vui vẻ hoạt bát, chắc là do hôm nay lên TV nên rung. Vậy hả, bình thường cũng hoạt bát hả em? Dạ, nói chuyện cũng vui vẻ, cũng hay giúp đỡ. Rồi, cảm ơn em. Rồi em trai. Chào mọi người, mình là bạn của bạn Tùng. Theo như mình thấy thì hình như nếu đổi ghế lại thì có lẽ hợp hơn. Tại vì bạn Tùng thì làm công việc ba với hả, tính cách cũng kiểu giống như soi nổi cho nên thích hợp với cái bạn nữ ghế xanh hơn. Bạn nữ thì cũng kiểu thích cho cái này nọ mà đi đây đi đó. Còn cái bạn nữ áo đỏ thì kiểu giống như hiền dịu nhẹ nhàng quá đi. Cho nên nếu mà đi chung với bạn Tùng thì chắc không hợp cho lắm. Nếu đứng chung với bạn ghế xanh thì kiểu thư sinh này họ hợp hơn. Có nghĩa là giờ mình phải đổi cặp là hợp. Theo em là vậy phải không? Em thấy sao? Em có hoang mang lo lắng gì không? Dạ không, nãy giờ em vẫn suy nghĩ theo cái hướng của em. Hướng của em nhưng là hướng em gì? Vẫn rất là cảm ơn bạn em đã góp ý cho em. Mà hướng em là hướng gì? Em đang biết em có bị bệ gãy hay không? Em đang biết em có bị bệ gãy hay không? Có nghĩa là em vẫn là đang còn xăm xăm vô cô áo đỏ, là cô ghế đỏ chưa đàng hoàng. Vậy cho họ gặp nhau đi cho nào chị. Cho họ gặp nhau đi. Mở cửa trái tim. À, bây giờ đàn ông mạnh mẽ nè. Em trước nè. Dạ. Cảm nhận đầu tiên khi cánh cửa trái tim mở ra như thế nào? Em thấy là hai bạn nữ bên đó thì bạn nào cũng xinh đẹp. Bạn Khánh thì có lẽ là cá tính hơn. Chắc là do cái môi trường làm việc của bạn. Bạn làm về kỹ xảo điện ảnh gì đó nãy anh nghe nói. Đồ họa kỹ xảo điện ảnh. Dạ vâng, thì tiếp xúc với lại điện ảnh nè, rồi có nhiều mối quan hệ với mọi người bên ngoài á, cho nên nó sôi nổi hơn. Cảm xúc đầu tiên. Dạ em thấy hai bạn rất là xinh. Bạn áo đen có thể là vui vẻ hơn. Chà, ông này thì cô áo trắng sôi nổi hơn. Bên đây áo đen vui vẻ hơn. Tại em thấy bạn hay cười giống như em. Có miếng điện nào bay qua bay lại chưa? Chắc là có. Có hả? Đứng nhìn chân hoài vậy chứ hoàng hồn luôn hả? Em đang nhắm đối tượng để bẻ cong nữa hả? Hay sao? Dạ không. Anh hỏi em gì? Cảm giác là mở cửa trái tim ra. Ra thì cái mục tiêu của em ban đầu là anh ghế đỏ. Thì khi mở cửa ra thì em sẽ nhìn anh ghế đỏ đầu tiên. Thì em cảm thấy anh khá là chững chạc, ấm áp. Cảm ơn em. Em gái, cảm nhận đầu tiên hai anh đều rất là chững chạc. Đẹp trai. Cái kính là đẹp trai. Với lại hay cười. Dạ cho em xin phép em tặng bạn món quà. Rồi mời em. Mình có đứng dậy không anh? Tùy em hả? Tùy cảm giác em hả? Đó, chào em luôn. Anh xin tặng em món quà là hai quyển sách. Hiện nay em cũng là một người sống tình cảm. Dạ cảm ơn anh. Hai quyển sách. Có thể nào cho anh coi cái tựa đề được chứ? Tâm buông bỏ đời bình an. Sống sao cho đủ đầy hành trình của sự mãn nguyện. Wow, mãn nguyện. Em thấy nó giống như là đang tạt cái nước lạnh vô mặt em. Sao vậy em? Sao tạt nước lạnh vô mặt em? Giống như là chắc hẳn các chị ở đây đều biết. Các chị đây đều biết mà trên thực ra ông mai bà mối chưa biết. À, dưới gì? Cười quá kìa. Hoặc là bản thân em không thích đọc sách. Dạ không, tức là giống như những cái người mà người ta hay nói mày vô chùa ở đi á chị. Là như vậy. Những cái cuốn sách này là giống như dành cho em để cải tạo em á chị. Cải thiện của em đừng bị cải tạo. Ghê quá. Cô bé bẻ gãy đàn ông á. Em vừa tội lỗi lắm hay sao? Em hồi nãy có nghe câu chuyện tình yêu của anh đúng không? Em nghĩ như thế nào về quan điểm sống thử? Ai có cái cơ hội đó thì người ta sống thôi ạ. Tức là ai mà cảm thấy nếu cứ đưa vào cái khoảnh khắc đó thì mình sống thôi. Em không có đánh giá nhiều về cái vấn đề đó. Em cũng khá thoải mái. Thế chị nói là nếu như cái cơ hội mà nó đưa đẩy đến với em là cần sống thử để tìm hiểu thì em có sẵn lòng không? Hiện tại thì chưa. Em nghĩ là em sống không có cái cơ hội để sống thử. Tại sao là không có cơ hội? Em nghĩ là cuộc đời của em thì em có thể đoán được.
là em cũng có cơ hội sống thử. Khao khát sống thử lắm mà không có cơ hội. Bị 4 lần trước là bẻ gãy đàn ông rồi. Nghe ý kiến của em coi, em quan điểm như thế nào về việc sống thử? Sống thử cũng đem đến những cái trải nghiệm trước tiền đề của hôn nhân. Nhìn ra thì cũng khá là tốt để trước khi đi đến một cái quyết định cuối cùng. Nhưng mà đối với bản thân em thì hiện tại thì em nghĩ em là một con người truyền thống. Nên là em sẽ không lựa chọn sống thử. Trời ơi, em là người truyền thống chị nghe chị hết hồn. Tùy truyền thống thì. Trời ơi, truyền thống là ba mẹ ở nhà không bao giờ, nhà chị truyền thống ba mẹ không bao giờ cho đi đêm đâu anh em. Em trốn mà. Trốn mà em gọi là em truyền thống. Đâu đi đêm đâu. Người ta đi ban ngày người ta về mà đi 3-4 bữa ngày người ta về. Truyền thống. Mình có thể trao đổi trực tiếp với nhau vài điều để mình hiểu hơn, chủ động đi em. Cho em xin phép hỏi bạn nữ mà mặc cái váy trắng trước. Nếu mà sau này có hợp nhau, anh đi làm về trễ nhưng mà anh vẫn sẽ gọi để thông báo cho em biết, thì cái việc đó có gây khó chịu cho em không? Dạ không, em thấy nó là một cái điều rất là hay. Respect đúng không? Dạ đúng. Cảm ơn em đã hết câu hỏi rồi. Hết câu hỏi rồi. Em ai? Em hỏi bạn anh ghế xanh. Cái tính em nó hơi sôi nổi, nếu như mà có một người hơi trầm, em có thấy phù hợp hay không? Nếu mà em sôi nổi rồi thì còn nên có một người trầm kéo em lại, nhiều khi em tưng quá. Bao giờ em tự nhiên em tâm buông bỏ. Hỏi đi cơ. Em hỏi đi. Cho em xin vài cái chủ đề. Cho em xin vài chủ đề. Trời ơi, có bả nhạc dễ sao. Đây nè, tôi chỉ cô hỏi cái này nè. Nhớ hồi nãy chia sẻ có bộ cũ mới chia tay có 6 tháng đi về chung chuyến bay giải cứu không? Dạ có. Giả tỷ như bây giờ mà cứ quen với em, yêu em rồi mà cứ cô bạn gái cũ hai người cứ nhắn qua nhắn lại hỏi thăm hoài, em tin sao? Cái chuyện đó mới quan trọng đó. Hỏi đi. Sao mà em đơ đơ vậy? Tức là, sao? Tức là cái câu dạ em hỏi y chang như vậy. Dạ em hỏi y chang như vậy. Thứ nhất là anh với bạn nữ không còn liên lạc nhiều. Thứ hai là bạn gái cũ của anh nó hiện tại cũng đang có một mối quan hệ mới. Đã xác định từ ngay lúc đầu là không có quay lại. Cho nên là cứ yên tâm về chuyện đó. Em nghĩ là em cũng không có lo. Tại vì bản thân một người đàn ông thì thường sẽ thích những cái mới. Em sẽ cảm thấy là nếu như mà anh thích một người khác thì là do bản thân mình chưa có thu hút. Nên là em luôn làm mới mình. Hay quá, nói chuyện như như người trưởng thành. Giống như là người đã quen nhiều bạn trai lắm vậy đó. Ghế màu xanh đây nè, em cần hỏi gì không nè? Anh ơi, vậy là anh làm cả thứ bảy ạ? Anh vẫn làm thứ bảy. Hàng ngày đi làm về là đúng giờ văn phòng luôn ạ? Tùy theo công việc, ví dụ như công việc đòi hỏi ở lại tăng ca, có khách hàng tới đánh giá thì anh phải ở lại chuẩn bị hồ sơ, thì những cái ngày đó thì anh phải ở lại. Nhưng mà cái số lượng tăng ca thì không có nhiều. Vậy là cũng không có chắc thời gian là sẽ về đúng giờ hay gì hết. Mà anh có hay về trễ không? Thường là ít em. Ví dụ như là bạn bè rủ nhau đi cà phê hay là đi ăn thì mới về trễ. Còn không thì thường là anh làm tới 4:30. À 4:30 hả? Đúng. Vậy là anh nấu cơm được. Trời. Sao được không? Sao cười? Ổn không? 4:30 về nấu cơm. Dạ, anh nấu nhưng mà ăn được thôi chứ không muốn ngon. Có nấu là mừng rồi. Thì anh nấu ăn thì sau này về em rửa chén. Dạ. Được không? Hay là em đập chén? Thì nhà có chén mới nhiều. Nãy nói là em vụng về lắm, em đụng đâu lớp đi. Được cái là hai người này đã có tư duy 21 giờ ở chung rồi là thấy vui rồi đó. Đúng không? Rồi bây giờ cuối cùng là sắp đến giờ mà chúng ta phải quyết định đâu, hay ngồi nói chuyện hoài được. Nhắc lại một lần nữa nha, nếu mà mình muốn thử cái cảm xúc của mình với cái người mà không phải chương trình kết nối cho mình vẫn được nha. Chứ ở đây không ai bắt là đỏ với đỏ, xanh với xanh. Nên là tùy tụi em. Chương trình thì tạm thời là ghép như vậy theo cái hồ sơ của tụi em gửi đến. Thì nãy giờ em chưa có tặng quà. Rồi mời em. Công việc của em cũng hay đi dạy nhiều, thì em nghĩ cái bình nước này nó sẽ thích hợp với em hơn. Dạ em cảm ơn. Dạ em tặng cho anh một, anh mở đây, một chiếc ly. Cái ly này dùng là để uống nước hoặc là bỏ bàn chải đánh răng vô. Thôi em tặng cho người ta, người ta muốn làm gì ta làm em. Rồi đến tiếp nè, làm sao nữa? Dạ, trên cái ly là cái ly siêu anh hùng. Thì em cũng mong muốn là nếu như mà được á, thì anh sẽ giống như là siêu anh hùng của đời em. Cái ly mà còn bị để bỏ bàn chải đánh răng vô nữa. Em cũng xin tặng anh, cũng giống như anh kia thôi. Nhưng mà cái ý nghĩa sẽ thay đổi đi, là nó chỉ đơn thuần là để đánh răng và súc miệng hoặc là để bằng chải. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Em muốn quà tại vì để anh làm công việc văn phòng nên thật sự cũng phải ghi chép rất là nhiều. Nên là em muốn tặng anh cái bút này. Dạ, anh cảm ơn em nhiều. Các bạn còn ai muốn nói gì nữa không? Bây giờ thì sự lựa chọn của tụi em như thế nào? Anh rất là tôn trọng, chỉ hy vọng là tụi em tìm được hạnh phúc xứng đáng với bản thân mình. 4 3 2 1 Em thấy là hai bạn nữ bên đó thì bạn nào cũng xinh đẹp. Bạn Khánh thì có lẽ là cá tính hơn, chắc là do cái môi trường làm việc của bạn. Dạ em thấy hai bạn rất là xinh. Bạn áo đen có thể là vui vẻ hơn, tại em thấy bạn hay cười giống như em. Mục tiêu của em ban đầu là anh ghế đỏ, thì khi mở cửa ra thì em sẽ nhìn anh ghế đỏ đầu tiên. Em có hoang mang lo lắng gì không? Dạ không, nãy giờ em vẫn suy nghĩ theo cái hướng của em. Em đang biết em có bị bệ gãy hay không. Hai anh đều rất là chững chạc, đẹp trai với lại hay cười. Hết thời gian. Chỉ có hai chiếc đèn sáng. Sao vậy em? Sao em không bấm? Sau khi mẹ em chia sẻ với bạn á, thì em thấy là có những cái ý kiến với lại những cái tính cách nó chưa có phù hợp với nhau. Ví dụ?
cụ thể. Giống như là thứ nhất là nãy giờ em giao tiếp với bạn, em thấy là bạn hay bị chậm. Bạn chậm là do bạn suy nghĩ về về cái câu nói của em, hay là bạn suy nghĩ về xa hơn, giống như là anh nói xong rồi anh sẽ làm như thế nào? Rồi sao cưng? Thật ra hai anh đều rất là tốt. Từ ngoại hình cho đến công việc cho đến tính cách đều có thể nói là rất là tốt. Nhưng mà em nghĩ là do em chưa không luôn đợi. Chị Tường xin thay mặt cho chương trình chúc cho tất cả các bạn ngày hôm nay mình chưa có duyên để tìm được một cái người cùng đồng hành với mình trong cái con đường tình yêu, nhưng mà cũng hy vọng các bạn có nhiều sức khỏe nè, thành công trong công việc nè, rồi cũng sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình nha. Các cô gái của chúng tôi bây giờ đang ở trong phòng makeup để có thể chuẩn bị cho cái buổi gặp gỡ hai chàng trai của chúng ta. Không biết là họ có những cảm xúc như thế nào trước khi mà gặp gỡ những chàng trai xa lạ này. Hello, xin chào các cô gái. Chào chị. Chị tên gì ha? Dạ em tên Bảo Khánh. Hôm nay khi mà chuẩn bị lên sóng của chương trình để gặp hai chàng trai xa lạ thì chị có một cái tâm thế như thế nào? Dạ em rất là run và lo sợ. Mình đã chuẩn bị trong thời gian bao lâu để có thể lên đây gặp hai chàng trai nè? Dạ em chuẩn bị khoảng gần một tuần. Đúng một tuần luôn. Dạ. Là mình là chuẩn bị cái gì? Trang phục nè, tâm lý nè. Dạ em đi sắm quần áo, giày dép, trang sức. Với lại chuẩn bị em xem hết các cái số cũ để mình có một cái cách lựa chọn cho người chàng trai của mình ngày hôm nay. Dạ đúng rồi. Bạn mong muốn chàng trai của mình sẽ như thế nào? Dạ em mong muốn là sẽ giống như những gì em mong đợi. Sẽ giống như những gì em mong đợi. Một lát nữa hy vọng là bạn sẽ tìm được chàng trai của mình nha. Dạ rồi, cảm ơn chị. Bên này là một cô gái của chúng ta cũng rất là xinh xắn. Hôm nay bạn đến với chương trình, bạn mong muốn chàng trai của mình như thế nào? Có giống như bên này là vừa đủ không? Em thì không có đặt ra tiêu chuẩn gì cụ thể hết. Thì nếu mà nó tới là nó tới thôi. Vậy là mình lên đó là mình lấy cảm xúc của mình cũng tin. Maybe. Công việc tập bao gì? Dạ là giáo viên. Giáo viên. Dạ. Bạn mong muốn người đàn ông của mình sẽ có cái tính cách như thế nào? Thực sự thì em cũng không có cái chuẩn mực nào hết. Nhưng mà nếu mà thực sự mà mong muốn thì mọi người có thể nhìn ấm áp chăm lo cho gia đình. Và thực sự là em rất là cẩu thả, em rất là không có được đụng đau hư đó. Nên em mong là sẽ được người cẩn thận. Dạ. Chị Cát Tường hôm nay chị cảm thấy như thế nào? Cơ bản là bốn bạn là đầu tiên vô, mình đều thấy riêng từng bạn đều rất là ổn. Thật sự là hôm nay cái kết quả này chị Tường cũng không bất ngờ lắm, bởi vì trong cái quá trình mà trao đổi với nhau thì Tường thấy là hai cặp đôi nó có những cái điều đó chưa có trùng khớp. Ví dụ như bạn Tùng thích trẻ con, nhưng mà cô gái bên kia thì cô chưa có cởi mở để mà chia sẻ, để cho người ta có thể mà kết nối được với mình. Anh chàng làm văn phòng và cô gái mà leo núi cũng vậy nữa, vẫn còn một cái sự gì đó nó chênh họ trong cái cuộc nói chuyện. Họ mặc dù ai nhìn cũng đẹp nhưng mà họ nói chuyện không có cái sự hút vào nhau, và chứng tỏ là cái điện họ chưa có. Và như vậy thì thua, cặp tình yêu mà chưa có cảm xúc thì đành phải chấp nhận thôi. Nói chung là Tường và Đạt cũng đã cố gắng hết sức. Cái lúc mà mình mới vừa mở đèn ra mình cảm nhận như thế nào với các chàng trai? Các anh rất là chững chạc, các anh rất là đứng đắn luôn á. Thì khác xa với cái tính cách của em, có thể là do tuổi tác và có thể là do công việc đưa lại nữa. Thì hai chàng trai ở đây đã đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Dạ 80-90 luôn á, tất cả mọi tiêu chí đều ra. Em thực ra như lúc nãy em nói là không có tiêu chí, chỉ cần cao hơn em hoặc là tốt bụng, ấm áp, hai anh đều rất là như vậy. Còn bị chỉnh chu suy nghĩ cẩn thận nữa, nhưng mà thật sự là do em chưa có rung động được. Cái cảm xúc của anh khi mà vừa mở rèm ra thì anh thấy như thế nào về hai cô gái? Hai bạn nữ rất là dễ thương, xinh xắn. Đối với cái bạn nữ mà được ghép đôi cho anh thì sao? Mình có rung động nhưng mà bạn nữ nó không có rung động thì mình phải chấp nhận thôi. Anh thích mấy cái điểm gì trên gương mặt hoặc là về tính cách của bạn trong lúc mà bạn chia sẻ? Chắc là nụ cười. Anh cảm nhận như thế nào về cô gái? Hai bạn gái ngày hôm nay đều rất là xinh đẹp và cao ráo. Mà đối với anh thì mình đã đến chương trình tham gia với một cái tâm thế là tham gia chương trình mình sẽ có thêm nhiều mối quan hệ bạn bè hơn. Nếu mà tốt hơn thì mình sẽ tìm được một nửa của mình. Chương trình đã kết đôi cho anh với cô gái này thì anh thấy bao nhiêu phần trăm là theo như những gì bạn mong muốn? Đối với anh, một người con gái mà có được cái khả năng ca hát là lợi thế hơn những người bạn gái bình thường rồi. Nếu mà em hỏi về phần trăm mà anh mong muốn về một người bạn gái của anh mong muốn thì cái bạn gái lúc nãy thì khoảng chừng 85%. 85%? Nhưng mà tại sao anh không bấm? Tại vì thứ nhất là về độ tuổi, thứ hai là về cái tính cách đó, nó chưa thật sự là hòa hợp với nhau. Biết đâu được sau này anh với bạn đó thành đôi hay là trở thành gia đình với nhau sao? Đó là còn tùy vào duyên số. Có cần cảm thấy hồi hộp không? Không, thật ra thì ngay từ đầu cho tới bây giờ em vẫn không có hồi hộp. Em cảm thấy rất là vui vẻ, cũng khá là tự tin bình thường thôi, chứ em cũng không có hồi hộp gì cho lắm. Chàng trai ngày hôm nay em gặp thì
Em thấy là em thích nhất ở điểm nào dù là hai người không đến được với nhau? Em thấy thích nhất ảnh là một cái ở điểm là ảnh rất là chín chắn, nhìn khá là trưởng thành. Và chắc là cũng là vì ảnh cũng là ngoài 30 rồi nên là cái đó là điều đương nhiên. Nên là em thấy cái điểm đó là điểm chính của ảnh. Cái lúc mà chàng trai ấy vừa mới mở rèm ra thì nó có giống như là những gì mà em đã kỳ vọng không? Em nghĩ là nó hơn. Tại hồi lúc đầu á, em tưởng tượng là bạn này không được như thế. Trong tưởng tượng của em thì bạn không có như em như lúc mà mở rèm. Là em cảm thấy em nghĩ là bạn này sẽ ốm rồi không có được chuẩn chạc như vậy. Nhìn như cái vẻ bề ngoài thì khá là đứng đắn và trưởng thành đó. Thì lúc mà mở ra thì em mới bất ngờ hơn. Bạn ấy nói là sẽ kết nối sau để xin Facebook, thì em có sẵn sàng cho cái việc là mình sẽ mở lòng thêm một lần nữa để cả hai có thể tiến tới tìm hiểu không? Em cũng đã cho số rồi thì em cũng sẵn sàng với cái việc mà làm bạn bè thôi. Cái việc mà người ta không bấm thì là nó khá là bình thường, tại vì trong cái khoảnh khắc đó có khi là người ta chưa suy nghĩ kỹ chẳng hạn. Đúng, nhưng mà đối với em thì sao? Sau này em có cho bạn ấy cơ hội không? Hay là chỉ dừng ở mức bạn bè thôi? Tùy cái khoảnh khắc, chứ hiện tại thì em cảm thấy là khi mà một người không bấm thì tức là họ đã cắt đi cái cơ hội đó rồi.